Hello. Hello bạn, mình là Phú Cầm Blue Energy ha. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì hôm nay là chương trình review những con xe đang có mặt ở xưởng, có thể sẵn sàng bán cho bạn ha. Thì đây là một con xe mình mới vừa thu lại của khách. Nó quá ngon đây các bạn ơi. Ngon đến độ mà mình phải làm review liền cho những anh em nào đang quan tâm. Bởi vì sao? Thật sự là giờ CZB nó đã ra version 2 rồi. Thì cái version 1 này đang được một cái giá cực kỳ hữu nghị để mà động lực. Bây giờ mình cùng coi intro này. Đoạn intro sao bạn ha, đoạn intro con này nó cực kỳ tuyệt vời ha. Giá nó rất là phải chăng như thế nào coi đến cuối clip nha. Thì đây là một con CZCB version 1 và nó đã bán cách đây khoảng 1 năm. Quan trọng là cái odo, 1 năm sử dụng nhưng mà odo nó chỉ có lanh quanh 1.000 km. Thì 1.000 km nó đang ảnh hưởng gì đến bằng khung nha. Nó chỉ ảnh hưởng ở đây là dấu hiệu của thời gian. Và thời gian này là thời gian nằm kho luôn bạn nha. Có nghĩa là mua về chỉ có nằm kho rồi nằm ngoài nắng thôi, còn bao nhiêu là không hề sử dụng. Thành ra bạn mua con xe này không khác gì bạn mua một con xe đập thùng hoặc là hàng xe trưng bày ha. Con này nếu bạn nào mà quan tâm á, bạn có thể liên hệ bên mình. Bên mình có thể nhận tút tết lại nguyên con xe này, nó mới ken xe ban lại cho bạn ha. Và tất nhiên cái chi phí đó là chi phí mở rộng. Nó sẽ rơi vào khoảng là từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi cho trên phần mà làm sơn mới, bôi dầu, bôi mỡ, làm lin lại ha. Rồi bây giờ mình nói về con động cơ này ha. Thì đây là con động cơ CZCB version 1. Đặc điểm nó nhận ra được V1 với V2 á, nó nằm ở đây ha. Thì đối với V2 nó sẽ có một cái mạc của CZCB trên phần lốc máy luôn. Và cái lốc máy này sẽ trộm ra một chút. Còn với V1 á, thì nó sẽ hầm hởm vào. Thì đặc điểm này đặc điểm duy nhất ha. Còn lại tất cả những chi tiết còn lại, ví dụ như cái ốp máy nè, ốp lườn dưới, hai hệ V1, V2 đều dùng chung với nhau được ha. Nó không khác biệt hết. Rồi cái thứ hai con xe này còn gì? Con xe này sẽ có một cái cục pin hoàn toàn mới. Tổng số lượng lần sạc hình như đâu đó chắc chưa được một chục lần. Chưa được một chục lần theo như anh khách báo cho mình. 1.000 cây. Và mỗi lần mà cục pin này đầy á, thì bạn sẽ đi được từ 60 đến 100 cây. Thì 1.000 cây chia ra đâu đó khoảng là 10 hoặc là 12 lần sạc tối đa. Chứ không bao giờ lên được con số 20 đâu. Như mới bạn ha. Rồi con này còn cái gì nữa ha? Nếu mà nhìn từ đây xuống thì bạn sẽ có cái phần phía trước là phần phục E nữa. Trời ơi, giá nó chỉ có 2x thôi nhưng mà nhìn đi đâu cũng đồ xịn á. Bây giờ mình đi vô phần phía trước xem đồ xịn phía trước nha. Rồi bây giờ mình sẽ review cho các bạn thấy con xe này và phần phía trước nó có gì ha. Thì phần phía trước này mình sẽ có một cái phục này, phục E. Thì con này mình bán cách đây cả năm rồi. Lúc đó mình khá là ưa chuộng cái phục của Lutu. Đây là phục của Lutu ha. Phục này nó có một cái ống phục màu đen và nó sẽ không bị dấu quẹo mà đổi màu khi theo thời gian, giống như mấy cái phục mà Lutu màu vàng. Đặc điểm cái phục Lutu màu vàng thì nó đi rất là ngon và nó nhìn nó rất là ngầu, nhìn nó rất là giống hàng đốc sóc ha, hoặc là hàng phốc mà ti màu đồng á. Nhưng mà khi mà đi theo thời gian rồi nó không còn được ngon lành, nó đang còn nó mượt mà về màu sắc chỗ phần này ha. Thì bây giờ mình hướng ra một chuyện màu đen nó sẽ bền hơn ha. Rồi mình sẽ xuống bằng một tí thì mình có cái phần húp. Bạn sẽ thấy một điểm đặc biệt là cái húp phía trước nó màu đen mà húp phía sau nó lại là màu bạc ha, bởi vì mình đang tận dụng lại của khách. Thì lúc mà anh khách này dựng lên con xe này á, anh có một cái bộ bánh phía trước còn khá là ok và khá là chớ, thì mình tận dụng lại. Thì cái hub này của một hãng Đài Loan tên là Urok, khá là ok bạn ha. Nhưng mà nếu mà muốn một con xe nó tông sự tông và nó mít với nhau hết không luôn á, thì bạn có thể tăng thêm chi phí khoảng là 700.000 để mình đổ luôn cái hub phía trước thành cái hub của Cozer ha, thì nó tuyệt vời hơn rất nhiều. Rồi nó đâm bằng vỏ. Bạn nhìn một con xe mà nó lâu đời rồi, nó phục vụ nhiều hay không á, nhìn vỏ là biết ha. Bạn sẽ thấy một điều là trên vỏ con này á, trời ơi, gai gió nó còn nguyên luôn bạn. Nguyên một hệ thống gai gió từ đầu này qua đến đầu này của bánh, chưa rụng cái nào hết. 1.000 cây thì sao mà rụng được. Giờ mình sẽ nói đến phần phía sau con xe này ha. Con xe này có phần phía sau là một bộ đốp xét của Shimano đều ra, bạn nhìn thấy. Và thường là mình sẽ tư vấn cho khách hàng là lên dòng đều ra M4100 10 speed, đi lại hàng ngày hoặc là đi phượt nhẹ nhẹ lanh quanh mà không có những cái địa hình quá phức tạp, không leo đồi lội suối mà ở cái ngưỡng 45 độ trở lên, thì thật mình sẽ không có nhu cầu mà lên những con nó quá lớn mà kiểu như là đều ra M510 hay là M6120, những con mà 11 speed, 12 speed. Lên những con đó rất là phí. Bởi vì sao?
Bởi vì khi mà mình lên midriver, mình chỉ còn có một đĩa phía trước thôi và nó điều hướng ra phía sau thì thường sẽ rơi vào cái đĩa trung tâm ở giữa là 5 số, 10 số là nó ok. Và về cái trường hợp nào mình sử dụng cái clip nhỏ nhất khi nào là khi mình bứt tốc với tốc độ rất là cao và khi đó mà sên nó tụt là cũng rất là kỳ cục và rất là nguy hiểm đó. Nên tối ưu nhất khi mà mình lên e-bike midriver động cơ giữa, mình hãy chơi những cái mức nào mà lanh quanh từ 10 số cho xuống. Tối ưu nhất là 8 đến 10 nha. Bạn không nên lựa chọn dưới ha. Rồi. Để có một bộ số mà nó tốt rồi á, mà nó phát huy hết khả năng của nó thì tất nhiên còn gì nè, còn một cái bộ húp xịn sò. Thì cái húp mà mình thường khuyên khách dùng nhất là đầu tiên là ba sắc. Bởi vì sao? Ba sắc nó có một cái giá thành rất là ok, một cái âm thanh rất là nịnh tai. Nhưng mà về cái ngoại hình của nó sẽ khó thể cạnh tranh bằng Kozer. Kozer thì ngược lại, nó có ngoại hình rất là ok, nó có giá cũng rất là cao. Nhưng mà được cái là cái thiết kế tổng thể của nó rất là khác biệt so với những cái thằng giá rẻ khác ha. Và đây là một con Kozer MX490. Thì với con này bạn sẽ có một cái âm thanh khá là nịnh tai, nhưng mà nó không có quá giòn giả giống như mấy con Pro. Mấy con mà có mã Pro á, bạn xoay bạn sẽ nghe tiếng nó hú luôn á. Con này thì nghe tiếng thử ha. Nó cứ thế. Được cái là nó duy trì cái độ xoay khá là ổn, độ chớn khá là ổn. Bạn nào mà quan tâm đến cái âm thanh nữa thì nên lựa chọn những cái con như là Basic Version 4 á, hoặc là Kozer bản Pro á. Cứ 490 Pro rồi 451 Pro rồi đó. Là những con đó là bảo đảm luôn là xoay cái nào là cứ phấn khích cái đó ha. Mình giới thiệu cái phần mà điều khiển con xe này ha. Thì con xe này cho một anh khách có chiều cao nó cũng khá là ổn, khá là trung chỉnh, nó là 1m7. Thì ảnh không muốn cái tay mà nó quá ngắn thì cái cảm giác mà lái vượt địa hình của anh không có phấn khích ha. Thì đây, một cái tay tương đối. Tay này là cái độ dài là 700mm ha. 700mm thì nó nhỏ hơn 720 mà size rộng mình hay khen ha. Thì xe này nó vẫn cho một cảm giác lái nó khá là phấn khích, nhưng mà nó không bị cấn khi mà bạn vào cái khu vực đường hẹp. Nói chung là sự cân bằng phù hợp ha. Đối với cái tay này thì mình không khuyến khích lên những cái kiểu mà bao tay giọt nước này ha. Đối với những con tay mà MTB ấy, mình sẽ khuyến khích là lên những cái loại mà tròn nắm đều. Thì lúc đó bạn xử lý những cái tình huống trong đô thị hay là bay nhảy hay là vượt địa hình phức tạp đó, nó ok hơn. Con này nó sẽ phù hợp cái loại mà tay giọt nước mà hai chất liệu nè, nó sẽ phù hợp với những con nào kiểu đi touring. Rồi vô một tí nữa chúng ta sẽ có một cái tay thắng này là tay thắng kéo dây ha. Bởi vì sao? Bởi vì mình dưới mình sử dụng một cặp thắng dầu kéo dây. Thì bạn nào mà đang quan tâm đến một cái trải nghiệm giống như là của dầu á, mà lại không có đủ chi phí hoặc là không muốn thay hết những cái hệ thống mà kéo dây mặc định của xe á, thì lựa chọn thắng dầu này rất là ok. Rồi, và tí nữa chúng ta có cái hung thần của tất cả những con xe mà midriver e-bike, đó là cái tay ga. Tay ga là một trong những thành phần khiến cho cái xe nó sẽ hoạt động 100% cái hiệu năng. Mà trong khi đó là người mình không tham gia tí nào vào trong quá trình đó hết. Chính cái điều này sẽ khiến đến việc mà bạn sẽ tìm đến Blue Energy khá là nhanh. Ví dụ như mua con xe bình thường là sẽ quá bảo hành thì bạn mới qua đại tu ha. Nhưng mà sử dụng tay ga nhiều quá mức thì bạn sẽ tới gặp Blue Energy sau khoảng là 2 đến 3 tháng sử dụng thôi. Và thường là trong trường hợp mà hao mòn răng nhựa nè, với lại chó 1 triệu là nó thuộc về hao mòn. Bên Blue Energy tới tính phí bạn ha. Rồi, thêm tí nữa thì chúng ta có một cái phần điều khiển của màn hình GD06. Màn hình này nó sử dụng cái tay bấm rất đơn giản ha. Có nút lên, nút xuống và nút menu. Rồi, đây là màn hình GD06 ha. Phần đây là phần điều khiển của cái bộ rubset. Đây là đều RM4100, 10 speed. Dòng này là dòng có Windows nè. Rồi, đây là cái màn hình giao diện của con GD06 ha. Nó có những cái phần mà rất là cơ bản. Đầu tiên là phần pin nè. Đó, pin thì đầy là phía này, cạn là phía này ha. Rồi, đây là phần km/h. Thì nó sẽ có hai cách đọc là đọc dặm với đọc km. Xuống nữa là mức trợ lực, đây là mức power. Khi mà power là power của axis system á, khi mình đạp lên sẽ hiện quá ha. Rồi, quan trọng nhất phần này nè, phần này nó sẽ hiện thể hiện độ mới của con xe. Con xe này mới chỉ có 1110 km ha. Để mình lát nữa mình ráng mình đạp cho nó ra thành 4 số 1 luôn nha. Thay mới mà ha. Rồi bây giờ review chiếc xe CZCB ha. Thì vẫn như là câu nói cũ, cái form xe mà mình ngồi được đẹp là phải XL. Mấy con mà size M mà chưa lên lỗi size L luôn thì mình chỉnh cao gấp mấy nữa, full luôn mình cũng ngồi nó rất là lùng. Nên không chỉnh chi mất thời gian các bạn ha. Nhìn trên hình nó làm sao nó làm vậy, thông cảm. Khi nào con xe nào nó phù hợp với cái vóc dáng của mình á, mình sẽ tinh chỉnh nó đẹp hơn, chuẩn chỉnh hơn. Thì cái việc mà đạp xe với cái công nghệ mà torque sensor này á, bạn sẽ phải trải qua cái việc là mình đạp mạnh nó chở mạnh, nó đạp nhẹ nó chở nhẹ. Nó không giống như những con mà dùng công nghệ cadence hoặc là công nghệ cadence gắn bánh ha.
thì những con đó mình chỉ còn đạp mớm vài vòng thôi là nó đi rồi. Còn con này bạn phải đạp nhiệt tình á, không nhiệt tình nó không đi. Bây giờ mình sẽ bứt tốc thử ha. Con này gần hết pin này nên việc bứt tốc hơi khó ha. Nó còn có một ô cuối cùng rồi. Đây mình test cơ bản cho bạn coi, định bứt tốc mà nhìn thấy nó ô cuối rồi. À, bây giờ mình sẽ quay mà lên số xuống số cho bạn coi ha. Đối với việc mà lên số xuống số thì dùng những con mà kiểu đều rê á đồ thì bạn sẽ có việc mà lên số xuống số đó rất là mượt ha, nó không bị khựng, nó không bị tuột. Với lại khi mà số lên là nó lên xuống một số thôi, nó không có bị tình trạng mà dòng đi thì được mà dòng về nó không được ha. Con này đi kiểu nào được hết. Con này thì dùng cho việc mà đi làm hàng ngày cũng ok, nhưng mà nó sẽ nói như thế nào nha, nó sẽ lấy của bạn một chút mồ hôi á, chứ không có được nhẹ nhàng thoải mái giống như kiểu mà bao phan. Con này thì auto nó mới đang là 1110, bây giờ mình đạp làm sao cho là 1111 luôn, là 4 số 1 luôn ha, các bạn nào có duyên lấy xe nha. Rồi đây là ngoại hình cơ bản, mặc định giá 25 triệu, là ngoại hình như thế này, chỉ sạch hơn tí thôi. Còn bạn nào muốn cái ngoại hình nó mướt mà mướt mượt mượt luôn á, và được bảo dưỡng bảo trì lại đại tu luôn á, thì thêm cho bên mình 2 triệu là 27 triệu ha, bên mình sẽ làm đại tu luôn cái con xe. Hiện tại mình đã check tổng thể và ngoại thất với nội thất rồi, những cái lỗi là không phát sinh ha. Chỉ có điều là nó bị màu sơn theo thời gian phơi nắng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu về phần giá của xe này ha. Cái điều mà rất là nhiều anh em đang quan tâm đến một con xe máy âm trong khung, pin âm trong khung và đa dụng đa năng. Con này chỉ có 2X từ đầu đến cuối clip mình đã nói ha. Vì X là bao nhiêu ha, mình bật mí luôn, X là số 5 ở giữa ha. À, ngày xưa để bạn đụng được vô con này á, bạn phải là 36 đến 42 triệu. Bây giờ bạn chỉ có bỏ ra 25 triệu tròn chỉnh, bạn sẽ có một con xe CZB như hình ha. Và tất nhiên bạn nằm yêu cầu và cái mặt ngoại hình nó tốt hơn một tí nữa thì sẽ là khoảng là 26 rưỡi hoặc là 27, tùy ha. Rồi bạn nào thấy con xe này phù hợp với nhu cầu của bạn, thẩm mỹ của bạn và cách sử dụng của bạn á, thì nhớ gọi số hotline trên này hoặc dưới này, thì bên mình sẽ tư vấn cho bạn lên xuống cấu hình tùy thích ha. Tùy theo tài chính của bạn, mình có thể lên theo cái nhu cầu hoặc là xuống một tí cho bạn có thể tiếp cận được ha. Rồi nhớ like, subscribe cho mình trước bên này.